Xin chúc mừng tất cả quý vị đang xem video này. Khi quý vị đang xem video này, quý vị đang sở hữu cho mình một cơ hội để sở hữu một sản phẩm tại một khu đô thị xanh Aqua City với 32 km đường ven sông bao quanh dự án. Và đặc biệt hơn, với một mức giá hấp dẫn chưa từng có, chưa từng xuất hiện, chỉ 6 tỷ đồng một căn, thanh toán trải dài trong vòng 3 năm. Nếu là khách hàng đầu tư, lợi nhuận trong vòng 3 năm trên dưới 2 tỷ đồng, thì tại sao lại có những con số đó? Mời quý vị cùng Văn Học đi khám phá nhé. Như ở những video trước thì Văn Học cũng đã giới thiệu đến quý vị về tiềm năng của dự án Aqua City rồi. Tuy nhiên ở video lần này, Văn Học vẫn muốn nói lại cái tiềm năng của Aqua City để những quý vị nào chưa có dịp nghe qua thì quý vị có thể nắm thông tin. Vì đây là giai đoạn cực kỳ tiềm năng, dòng sản phẩm cực kỳ ít, giá cực kỳ tốt. Như giai đoạn đầu thì Aqua City có giới thiệu đến quý vị quy mô khoảng hơn 300 hectare. Tuy nhiên lần này thì Aqua City đã có một cái diện tích mở rộng, nó khoảng chừng gần 800 hectare, bao gồm cả cái đảo Phượng Hoàng đây nữa. Đây là một cái đảo cực kỳ đẹp, xung quanh là sông nước. Thì Văn Học sẽ nói sơ qua lại những cái giai đoạn đã triển khai, bao gồm giai đoạn 1 đợt sút, bao gồm nhà phố, biệt thự, shop house khoảng 550 căn. Giai đoạn 2, 110 căn biệt thự đơn lập, 15x20, có lối đi riêng, có bảo vệ 24/24. Tại đây sẽ có những hàng xóm xứng tầm. Giai đoạn 3 đời Elite, tại đây có nhà phố, biệt thự, shop house. Diện tích thì 8/20, 10/20, 15x25. Và giai đoạn trước Tết mới bán, đây là giai đoạn đời Teola. Giai đoạn này bao gồm nhà phố, biệt thự song lập. Thì nhà phố có diện tích 6x20, 6x25. Và biệt thự song lập 8/20 và 8/24. Và đây là giai đoạn Văn Học muốn giới thiệu đến quý vị trong video này, màu đỏ đây. Giai đoạn này được gọi là The Elite mở rộng. Giai đoạn này có 330 căn, nhà phố 6x20, với mức giá chỉ từ 6 tỷ đồng một căn. Đây là một mức giá cực kỳ tốt. Một căn nhà phố 6x20 xây 1 trệt 2 lầu sẽ mang đến cho quý vị những không gian sống thoải mái. Thì giới thiệu qua với quý vị về mặt bằng, rồi Văn Học sẽ đi vào cái tiềm năng của dự án Aqua City. Cái tên nói lên tất cả, Aqua City, thành phố tinh khiết. Quý vị chắc chắn sẽ không tìm được dự án nào khác có 32 km đường sông bao bọc quanh dự án đâu. Mỗi khu đều như một ốc đảo, quý vị có thể thấy. Để đi qua được giai đoạn đợt sút, quý vị sẽ đi qua một cây cầu. Từ đợt sút đến Elite, để đi qua được The Rand cũng phải đi qua một cây cầu. Đây là một điều rất tuyệt vời. Quý vị ở đây sẽ tránh xa được khói bụi, ô nhiễm. Và chắc chắn sức khỏe của quý vị sẽ tốt lên rất nhiều. Tinh thần quý vị sẽ yêu đời hơn. Đặc biệt mảng xanh và tiện ích ở đây chiếm tới 70-75%. Còn lại phần ít dành cho xây dựng. Đây sẽ là khu đô thị vệ tinh đẳng cấp nhất Đông Nam Bộ trong vòng 2-3 năm tới. Và sẽ đón những cư dân đầu tiên về đây sinh sống. Hiện nay để di chuyển đến Aqua City, quý vị có hai đường chính hiện hữu quý vị có thể di chuyển. Thứ nhất, di chuyển qua cầu Đồng Nai. Từ quận 9 đi qua cầu Đồng Nai, sẽ rẽ phải gặp quốc lộ 51, sẽ rẽ phải vào đường Ngô Quyền đến dự án. Và đường thứ hai chính là đường cao tốc Long Thành Dầu Giây. Di chuyển cao tốc Long Thành Dầu Giây gặp quốc lộ 51, rẽ trái, chạy thẳng, gặp đường Nam Cao, rẽ trái một lần nữa, chạy thẳng tới dự án. Tuy nhiên, sẽ có hai con đường nữa. Đây sẽ là những điểm đắt giá giúp bất động sản ở đây gia tăng khủng khiếp. Đó chính là đường Hương Lộ 2. Đường Hương Lộ 2 này có chiều dài khoảng 8,5 km, di chuyển thẳng từ Aqua City lên cao tốc Long Thành Dầu Giây. Và trong năm 2020 này sẽ động thổ cầu Vàm Cái Sức vị trí tại đây, với mức vốn đầu tư 495 tỷ đồng. Và tiếp theo, đường liên vùng 4. Đường liên vùng 4 này sẽ kết nối đường Vành Đai 3 bên quận 9 và đường quốc lộ 51, sẽ giúp giảm tải việc di chuyển từ Đồng Nai đến quận 9 cũng như quận 9 qua Đồng Nai di chuyển bằng cầu Đồng Nai 1. Thì đường liên vùng 4 này sẽ giúp giảm tải lưu lượng giao thông. Quý vị nghĩ đi, một bất động sản mà di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến đó mất 15 phút, cũng như từ Aqua City đến thành phố Hồ Chí Minh mất 15 phút.
đây là một khoảng cách cực kỳ lý tưởng. Khoảng cách này còn gần hơn từ quận 7, quận 12, quận Bình Tân đến với quận Nhất nữa. Việc giao thông thuận lợi, quy mô dự án đẳng cấp, thì quý vị nghĩ sau 3 năm sau quý vị cầm 8 tỷ trong tay liệu có mua được sản phẩm Aqua City vào lúc này hay không? Chắc chắn là 3 năm sau quý vị sẽ không thể mua được Aqua City với mức giá 8 tỷ luôn. Bạn học chắc chắn với quý vị luôn. Cho nên đây là lúc mà quý vị có thể sở hữu một căn nhà phố khoảng 6 tỷ. 3 năm sau quý vị muốn ở hay muốn bán, lúc đó đều có giá trị gia tăng cực lớn cho quý vị. Bên cạnh đó đang có một đôi đũa thần, nó chính là đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và một đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Quý vị cũng đã biết cao tốc Long Thành Dầu Dây đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Còn đối với cao tốc Bến Lức Long Thành, hiện nay đang hoàn thiện hơn 70% khối lượng công việc rồi, còn một nhịp cầu ở đây nữa thôi. Thì đối với cao tốc Bến Lức Long Thành này khi hình thành sẽ giúp kết nối 13 tỉnh miền Tây khu vực dưới này đến với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và đặc biệt là Vũng Tàu cực kỳ gần, và sẽ có một lượng lớn cư dân sẽ đổ về đây sinh sống để di chuyển ra sân bay quốc tế Long Thành một cách gần nhất. Còn đối với sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế Long Thành thì đang được Hội đồng Thẩm định Nhà nước khẩn trương các hoàn thành các công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đảm bảo chất lượng và trình Thủ tướng Chính phủ xem và quyết định đầu tư dự án trong tháng 3 tới. Quý vị nghĩ đi, sân bay quốc tế Long Thành với sức chứa 100 triệu lượt khách một năm và cũng là cảng trung chuyển lớn nhất trong khu vực, thì có một khu đô thị đẳng cấp kết nối về sân bay có 20 phút thôi thì có phải là quá tuyệt vời phải không? Về tiện ích ngoại khu thì ngay cạnh dự án, ngay cạnh dự án thì có sân golf Long Thành, kế bên là khu du lịch Sơn Tiên. Khu du lịch này với quy mô 180 hectare, đây sẽ là một khu du lịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á, sẽ điểm vui chơi giải trí cho tất cả mọi người. Ngay gần bệnh viện quốc tế Xin Mạc, di chuyển ra Metro Suối Tiên cũng khá là gần. Ngoài ra còn rất nhiều tiện ích khác như khu du lịch Suối Tiên, khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa ngay gần kế bên. Và còn bây giờ Văn Học sẽ đi vào tiện ích nội khu của Aqua City, sẽ điểm nhanh cho quý vị nắm đô thị sinh thái thông minh tại Đồng Nai. Nhìn qua bức hình này quý vị cảm thấy rất tuyệt đúng không quý vị? Sông nước, đường giao bộ ven sông, mọi thứ như ngay trước mặt chúng ta luôn. Nhìn mặt bằng này quý vị sẽ hình dung sẽ dễ hơn. Đây là giai đoạn 1, The Sud. Giai đoạn 2, The Grand Villa. Giai đoạn The Elite là giai đoạn 3 và đây là Elite mở rộng. Giai đoạn này The Teola, giai đoạn mới bán trước Tết. Đây là đường Hương Lộ 2. Đường này với mức lộ giới 60m, nối thẳng lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn đây là đảo Phượng Hoàng. Đảo này cũng sẽ được giới thiệu đến quý vị trong năm 2020. Sẽ có rất nhiều điều thú vị dành cho quý vị sắp tới. 32 km đường ven sông, 100 hectare diện tích mặt nước, dành 10.000 đến 12.000 mét vuông dành cho những cái vườn cây cổ thụ. 70% diện tích là dành cho mảng xanh và tiện ích chung. Đây, tại đây thì quý vị có rất nhiều tiện ích, cực kỳ nhiều luôn. Thứ nhất, đường giao bộ ven sông. Sẽ có rất nhiều đường giao bộ bên sông quanh dự án với 32 km. Thứ hai, bến du thuyền. Đây là bến du thuyền đẳng cấp bậc nhất trên sông Đồng Nai. Thứ ba sẽ là những công viên xanh. Đây là những công viên dành cho tất cả các cư dân, mỗi khu vực đều có rất nhiều công viên xanh. Thứ tư, vườn ươm cây. Tại đây sẽ có những cây cổ thụ dành cho quý vị, đường kính 1 đến 2 mét. Vị trí tiếp theo, vị trí số 5, bến thuyền kayak. Đây sẽ có những khu bến thuyền kayak cho quý vị chèo thuyền, trải nghiệm những buổi chiều lãng mạn trên sông. Khu vực số 6, clubhouse hồ bơi. Mỗi khu quý vị có thể thấy đều có những clubhouse
những vị trí này ngay gần sông nước. Quý vị có thể nhìn ra khu vực bên sông rất đẹp. Vị trí số 7 chính là Aqua Center Mall. Đây chính là vị trí của một cái mall thiết kế hình con cá koi của Nhật. Đây là một điểm rất tuyệt vời, một hình ảnh rất là mới lạ và được mang về Aqua City. Vị trí số 8, Game Center. Tại đây các quý vị lẫn mọi người có thể đến đây sẽ có một cái tổ hợp vui chơi giải trí trong này, đầy đủ các tiện ích. Khu vực số 9, khu vực vui chơi trẻ em. Nói chung có người lớn sẽ có trẻ em, mà trẻ em sẽ cần có những điểm vui chơi thì ở đây sẽ đáp ứng đầy đủ các điểm vui chơi cho trẻ em. Vị trí số 10, trường học các cấp. Tại đây thì quý vị sẽ có những trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, đầy đủ các cấp ở đây. Việc di chuyển con cái của quý vị sau này ở đây rất là tiện lợi. Vị trí số 11, Aqua Sport Complex. Đây là một tổ hợp vui chơi thể thao trong nhà lẫn ngoài trời. Đến đây quý vị có sẽ có đầy đủ các môn thể thao trong này luôn. Vị trí số 12, phòng khám đa khoa quốc tế. Tại đây thì có tất cả các đầy đủ điện, đường, trường, trạm, thì mọi thứ bệnh viện là cũng là điều không thể thiếu. Đây là những tiện ích mà được điểm nhấn sơ qua thôi. Ở đây thì quý vị có thể thấy là chủ đầu tư phát triển tập trung vào những tiện ích dành cho cộng đồng, cho nên ở đây có khoảng 20 trường học, 20 công viên chủ đề. Đây là những cái tiện ích mà mang cho cư dân ở đây một môi trường sống tuyệt vời. Còn bây giờ Văn Học sẽ đưa quý vị đi vào mẫu nhà của giai đoạn Elite mở rộng 620 thiết kế như thế nào. Hiện nay khu đời Elite mở rộng đang có 2 mẫu nhà cho quý vị lựa chọn. Văn Học sẽ đưa quý vị vào 2 mẫu nhà quý vị để xem thực tế. Mẫu nhà thứ nhất đó là diện tích 6x20, tổng diện tích sàn xây dựng là 222m. Đây là mẫu nhà được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng và lãng mạn. Tại đây thì phong cách nhà sẽ đón nắng đón gió rất nhiều. Còn đây là mẫu nhà thứ hai. Đối với mẫu nhà này thì tổng diện tích sàn xây dựng là 216m. Điều đặc biệt của mẫu nhà này là mỗi nhà đều có một ban công phía ngoài. Đây là một điểm khác biệt giữa hai mẫu nhà của giai đoạn Elite mở rộng. Còn bây giờ Văn Học sẽ đưa quý vị đến những cái công thức tính, bảng tính và những con số. Như lúc đầu Văn Học cũng đã nói là tại sao lại có cái giá quý vị sau này mua sẽ lời trên dưới 2 tỷ. Thì đây là những con số mà Văn Học sẽ cho quý vị thấy cụ thể hơn. Vâng, để đầu tư một căn nhà phố Aqua City 6x20 trị giá 5.990.000.000, quý vị cần có vốn ban đầu là 1.797.000.000, trị giá 30%. Tuy nhiên, số vốn ban đầu 30% này của quý vị cũng không phải thanh toán một lần, mà sẽ chia ra trong vòng khoảng 6 tháng. Tiếp theo, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý vị 40%, trị giá 2.396.000.000, từ thời điểm quý vị nhận nợ ngân hàng cho đến thời điểm bàn giao nhà trong vòng 3 năm. Thì với 3 năm lãi suất này, năm đầu tiên, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất cho quý vị. Từ năm thứ 2 trở đi, quý vị sẽ trả lãi suất rơi vào khoảng 11% một năm. Là một năm quý vị thanh toán 263 triệu tiền lãi suất, chia ra một tháng tầm khoảng hơn 20 triệu. Còn đối với tiền gốc thì sẽ được ân hạn theo chương trình ân hạn của ngân hàng. Nhưng mà thông thường chương trình ân hạn của ngân hàng sẽ từ thời điểm nhận nợ đến thời điểm nhận nhà luôn. Quý vị không phải thanh toán tiền gốc, chỉ thanh toán lãi thôi. Vậy thì tổng số tiền đầu tư của quý vị trong vòng 3 năm rơi vào 2.324.000.000. Ví dụ quý vị mang số tiền này đi gửi ngân hàng với lãi suất 6% một năm thì sau 3 năm quý vị thu về 418.000.000. Còn đối với việc quý vị mang đi đầu tư mua một căn Aqua một trệt hai lầu thì sau 3 năm với một cái giá đất chỉ cần 50 triệu một mét vuông thôi. Hiện nay đất ở Biên Hòa là đang là từ 80 đến 100 triệu mét vuông. Còn đối với đất ở khu vực xã Long Hưng ngay gần dự án đất nhà ở rơi vào 48 triệu mét vuông. Thì quý vị nghĩ đi, sau 3 năm sau quý vị đã có một căn nhà với giá trị 8,5 tỷ một căn. Nếu lúc đó quý vị không muốn sở hữu nữa, quý vị muốn bán ra thì quý vị đã chênh 2,5 tỷ rồi, với tỷ suất sinh lời trong 3 năm là 108%, chia ra mỗi năm là quý vị đã sở hữu 36%
Đây là một mức lãi suất lý tưởng gấp 6 lần ngân hàng. Tuy nhiên, đối với phương án ngân hàng là dành cho khách hàng đầu tư dài hạn. Còn đối với khách hàng là muốn đầu tư ngắn hạn, có lịch thanh toán chuẩn cho quý vị. Quý vị có thể thanh toán lần đầu tiên 20%, tiếp theo đó 2 tháng 3% đến thời điểm nhận nhà. Đối với Aqua City và đặc biệt là đầu tư nhà liền thổ luôn là sự lựa chọn thông minh. Quý vị biết đó, 20 năm trước người ta chê Phú Mỹ Hưng đầm lầy, xa xôi, khó di chuyển. Bây giờ Phú Mỹ Hưng đã một khu đô thị kiểu mẫu rồi. Chỉ gần 10 năm trước thôi, người ta chê Thủ Thiêm vắng, xa, hạ tầng không biết bao giờ làm. Tuy nhiên, giờ một căn nhà phố biệt thự giá đã lên 600 triệu một mét vuông. Và 3 năm trước, cơ hội đầu tư tại Lakeview City của Novaland vẫn để lại sự nuối tiếc cho rất nhiều khách hàng. Vì thời điểm đó chỉ bán 60 triệu mét vuông thôi. Và quý vị bảo giá cao và sai. Tuy nhiên giờ 2019 giá là 110 triệu mét vuông rồi. Và rất nhiều khách hàng đã nuối tiếc vì thời điểm đó không quyết định. Và năm 2023, khi khu đô thị vệ tinh Aqua City đi vào hoạt động, đường Hương Lộ 2 kết nối lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh mất 15 phút. Sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào hoạt động, chắc hẳn sẽ có nhiều khách hàng sẽ nói giá như biết vậy, nếu lúc trước nghe Văn Học mua thì bây giờ lời rồi. Cái Văn Học đã vui thôi. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành của Văn Học, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu Aqua City vào ngay hôm nay, ngay lúc này. Khi quý vị xem được video này, quý vị đã hơn rất nhiều khách hàng rồi khi đi đầu tư rồi. Đây là một video hữu ích, đầy đủ thông tin, mang đến cơ hội gia tăng tài sản cho quý vị cực lớn. Văn Học đã mang đến cho quý vị những cơ hội rồi. Quý vị nào yêu thích thì hãy gọi cho Văn Học theo số hotline 0888 373 777. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.